trăm trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt, bận tri chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức phần vật Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung vật Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Akasatha cha vumatha di qua na ga ma ni ti buồn nhân lô am mô đan tu chi răng ra cần ta sa năng ga cần tu nô ga ru ra cần tu nha ta vô ra cần tu ba ni nô ra cần tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực nữ khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình giúp khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ ôi qua ba mươi bốn nhân và qua ca gia hòa an hô tu na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564, tại hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Maya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 146 Kinh Giáo Giới Nandaka, từ câu 1184 đến 1186 sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Buddha cha.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Thấy được âm thanh con không? Dạ, nếu hôm nay vị nào làm tri chúng, con cung thỉnh bằng tay ạ. À. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn Thích Quang Nguyệt. Dạ, vị nào làm tri chúng cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu. Nhật Quỳnh xin nhượng mic. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. À. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Thiên Phật Thủ Siêu, đại lễ Chi Công Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh. Tất nhiên là về nội dung ý nghĩa là quan trọng, nhưng mà lại có một số cái tình tiết chung quanh bài kinh này rất là thú vị. Thứ nhất là Tôn giả Nandaka là một vị thánh A-la-hán. Ngài là vị rất có khả năng về hướng dẫn tu tập. Và có một cái luật ở bên Tỳ Kheo Ni là mỗi ngày một tháng có những ngày cố định cần phải thỉnh chư tăng bên các vị Tỳ Kheo sang thuyết pháp hướng dẫn tu tập cho các Tỳ Kheo Ni theo cái cách gọi là định kỳ. Đó là những lời Phật dạy. Và thưa quý vị, Tôn giả Nandaka mặc dù là vị A-la-hán, nhưng mà Ngài cân nhắc nhiều khi Ngài đi, bởi vì những vị Tỳ Kheo Ni đó cầm đầu bởi Thánh Ni Mahapachapai Gautami đó là đã có nhiều kiếp tiền thân là những người vợ của Ngài. Cho đến khi Đức Phật Ngài chính thức yêu cầu Tôn giả Nandaka đi thuyết giáo thì Tôn giả mới nhận lời, Tôn giả mới đi. Và điểm thứ hai rất là thú vị của bài kinh, Tôn giả đặc biệt
chú trọng đến cái cách thuyết pháp vấn đáp, chúng ta gọi là pháp đàm. Nhưng mà thay vì thuyết pháp thì tôn giả đã nói rõ trước là thay vì một bài nói chuyện dài thì tôn giả sẽ nêu lên câu hỏi, và dựa những câu hỏi này chi tiết khi trả lời thì tôn giả thấy rằng điều đó nó thích hợp với căn tính. Nó cũng là một điểm rất là đặc biệt ở trong cách thuyết pháp. Và một điểm thứ ba mà chúng ta cũng tìm thấy trong bài kinh ngày hôm nay đó, là một khi pháp thoại đã thuyết, chư tỳ kheo ni đã hoan hỷ, và một số đã chứng thánh quả tu đà huần, hầu hết chứng tu đà huần, thì Đức Phật ngài lại yêu cầu tôn giả Nanda Cá trở lại giảng bài này lần thứ hai, giống y hệt như vậy. Và ở đây là một ở trong những cái đặc điểm của pháp hành. Nhiều khi trong pháp hành đó là giảng một lần chưa có thấm hay là chưa có trọn, nhưng mà giảng hai lần thì kết quả sẽ do vậy, vẫn có những trường hợp lặp đi lặp lại ở trong các buổi giảng. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Từ Sư, vị giảng sư sẽ thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được viên xong, con xin được bài đọc bài chánh kinh ngày hôm nay. Bài hôm nay bài 146 kinh giáo giới năng đắc. Tựa đề bài này cần được hiểu là những lời dạy của thế của tôn giả Năng Đa Cá, chứ không phải là lời dạy của là dạy cho tôn giả Năng Đa Cá. Đây là đệ tử Phật được xem là đệ nhất về sự thuyết pháp khai thị cho chư vị tỳ kheo ni. Trong một lần được chư tăng thỉnh cử đi thuyết giảng cho ni chúng, ngài đã từ chối vì quán sát thấy rằng hội chúng tỳ kheo ni đó trong rất nhiều kiếp là những người vợ tiền thân. Và Đức Thế Tôn hiểu rõ sự việc đó, đã thích đích thân yêu cầu tôn giả giáo huấn ni chúng đó. Tôn giả vâng lời Phật và đã giảng dạy bằng hình thức vấn đáp. Tất cả chư tỳ kheo ni nghe pháp xong nhập vào dòng thánh quốc, và sau đó Đức điều ngự lại yêu cầu tôn giả Năng Đa Cá trở lại ni viện giảng dạy lần thứ hai. Sau lần này đa số ni chúng thành tựu Hán. Pháp thoại của tôn giả mang nội dung về quán chiếu thực tánh vô thường, khổ vô ngã và thức giác chi. 1184, từ chối huấn thị ni chúng vì có lý do riêng. Tôn giả Năng Đa Cá được chư tăng thỉnh cử đi thuyết pháp định kỳ cho ni chúng, nhưng vì xét thấy có vấn đề tế nhị nên từ chối. Đến khi Đức Phật lên tiếng chỉ định thì tôn giả y giáo phụng hành. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Chitavana, tại tịnh xá Anakipindika, rồi Maha Vachapati Gotami cùng với khoảng 500 tỳ kheo ni đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, Maha Vachapati Gotami bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho tỳ kheo ni. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho tỳ kheo ni. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Lúc bây giờ các thượng tọa tỳ kheo thay phiên giáo giới tỳ kheo ni, nhưng tôn giả Năng Đa Cá không muốn thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả anh Năng Đa nói: này anh Năng Đa, hôm nay đến phiên ai giáo giới? Bạch Thế Tôn: chính là phiên của Năng Đa Cá thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Bạch Thế Tôn: tôn giả Năng Đa Cá không muốn thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Năng Đa Cá: này Năng Đa Cá, hãy giáo giới tỳ kheo ni. Này Năng Đa Cá, hãy giáo giới tỳ kheo ni. Này Bà La Môn, hãy đáp cho Bà La Ni, cho tỳ kheo ni: thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Năng Đa Cá ấy vâng đáp thông. Vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường khất thực về, không có người thứ hai cùng đi, đi đến Rajakarama. Các tỳ kheo ni ấy thấy tôn giả Năng Đa Cá từ xa đi đến, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Năng Đa Cá ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân. 1185, đôi khi cách nói quan trọng như những gì được nói, thay vì giảng giải bằng một bài pháp dài, tôn giả đã nêu lên những câu hỏi dẫn dụ để thính chúng trả lời, và từ đó
chánh pháp được thắp sáng. Các tỳ kheo ni ấy sau khi đảnh lễ tôn giả Năng Đá Cá liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Năng Đá Cá nói với các tỳ kheo ni đang ngồi một bên rằng: Này hiền tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu hỏi ở đây. Những ai biết hãy trả lời tôi biết, những ai không biết hãy trả lời tôi không biết. Nếu có ai nghi ngờ hay nghi hoặc ở đây, ta cần được hỏi như sau: Thưa tôn giả, sự việc này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Thưa tôn giả, cho đến đây chúng con rất hoan hỷ và thỏa mãn với tôn giả Năng Đá Cá, vì rằng tôn giả đã mời chúng con dự phần đối thoại. Nhận thức vô thường, khổ vô ngã qua sự quan sát sáu giác quan, các hiền tỷ. Các hiền tỷ nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường? Là khổ hay là? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường? Chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi xem cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tôn giả, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô thường? Mũi là thường hay vô thường? Lưỡi là thường hay vô thường? Thân là thường hay vô thường? Ý là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường là khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi quán cái ấy, cái này là của tôi, tự ngã của tôi. Thưa không vậy, tôn giả. Vì sao vậy? Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không còn nghe âm thanh của sư Nguyên Thông nữa. Con xin phép được điền khuyết. Nếu lúc nào sư Nguyên Thông nghe được, cho con tín hiệu, con sẽ nhường mic. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quan sát cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi. Cái này là của tôi, thưa không? Vậy, tôn giả, vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơi với chánh trí tuệ rằng sáu nội xứ này là vô thường. Và kính ngôn thỉnh sư. Thưa tôn giả, cái gì là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, tôn giả, này các hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Tỷ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Thân thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Ý thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quan sát cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không vậy, tôn giả, vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chân với chánh trí rằng sáu thức thân này là vô thường, bởi vì pháp hữu vi cấu tạo thành do nhiều thân nhiều duyên nên vô thường và vô ngã luôn đi chung. Lành thay chứ hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chân với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như chư hiền tỷ, một ngọn đèn dầu thắp được đốt cháy, dầu là vô thường chịu sự biến hoại, bất là vô thường chịu sự biến hoại, ngọn lửa là vô thường chịu sự biến hoại, ánh sáng là vô thường chịu sự biến hoại. Ai nói rằng ngọn đèn bất là vô thường chịu sự biến hoại, ngọn lửa là vô thường chịu sự biến hoại, mà thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại chứ hiền tỷ?
Nói như vậy có nói chân chánh không? Thưa không vậy tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường chịu sự biến hoại, bất là vô thường chịu sự biến hoại, ngọn lửa cũng là vô thường chịu sự biến hoại, còn nói gì đến ánh sáng cũng là vô thường chịu sự biến hoại. Cảm thọ tùy thuộc vào căn cảnh thức nên cảm thọ cũng vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là phải. Này hiền tỷ, nếu có ai nói sao sáu ngoại xứ này là vô thường và do duyên sáu ngoại xứ này tôi có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy nói một cách chân chính không? Thưa không, chư tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, do duyên cái này cảm thọ như thế này khởi lên, do diệt các duyên này như thế này, như thế này các cảm thọ như thế này cũng biến diệt. Lành thay, chư hiền tỷ. Chính phải là như vậy. Là cái nhìn như chân với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như này các hiền tỷ, có cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây với rễ vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sao, có cây lớn đứng thẳng, có lõi cây này với rễ vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành cây lá vô thường chịu sự biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây này, có rễ vô thường chịu biến hoại, có thân cây vô thường chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường chịu sự biến hoại, còn nói gì đến bóng mát cũng là vô thường chịu sự biến hoại. Một khi đã thấy rõ sự tập hợp của các thành tố thì không thể có ảo giác về một bản ngã hữu. Như vậy là phải. Này chư hiền tỷ, nếu có ai nói như sao sáu nội xứ này là vô thường và do duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy nói có chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, do duyên cái này cảm thọ như thế này khởi lên, do diệt các duyên như thế này cảm thọ như thế này biến cũng biến diệt. Lành thay, chư hiền tỷ. Chính phải là như vậy. Là cái nhìn như chân với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như này các hiền tỷ, một người đồ tể giết bò thiện xạ, hay người đệ tử sau khi giết con bò, cắt con bò với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò mà không hư hịch, không hư hại đến phần da ở ngoài, rồi với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong, sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột da ngoài, bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy và nói con bò này đã được dính liền với da này như trước. Các hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả. Vì sao vậy? Dầu cho thưa tôn giả, người đồ tể giết con bò thiện xảo ấy hay người đệ tử sau khi giết con bò lại bao trùm con bò với chính da bò ấy, lại có thể nói như sao? Con bò này đã được dính liền lại với da này như trước, con bò này đã bị lột ra khỏi da ấy. Ta làm ví dụ này, này các hiền tỷ, là để nêu rõ ý nghĩa ở đây. Ý nghĩa này như sau, chư hiền tỷ. Thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu nội xứ, chư hiền tỷ. Da ở ngoài là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ, chư hiền tỷ. Dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là đồng nghĩa với các dục, hỷ và tham, chư hiền tỷ. Con dao đồ tể giết bò sắc bén là đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Với thánh trí tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phần não, nội kiết sử, nội triền phược. Chư hiền tỷ, có bảy giác chi do tu tập làm cho sung mãn bảy giác chi này. Chư bị tỳ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng trí và ngay trong hiện tại với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy ở đây chư hiền tỷ? Tỳ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt,
hướng đến từ bỏ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh năng giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, ý chí viễn ly, ý chí ly tham, ý chí đoạn duyệt, hướng đến từ bỏ, chư hiền tỷ, bảy giác chi này do tu tập làm cho sung mãn, tỳ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi tự mình chứng trí ngay trong hiện tại, với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Năng Đắc Cá sau khi giáo giới các tỳ kheo y nấy, các tỳ kheo ni ấy, với lời giáo cho giải tán, chư hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 1187. Trong sự thực tu, thực chứng, sự lặp lại những điều đã hướng dẫn thường rất cần thiết, bậc đạo sư đã làm một việc ít khi đó là yêu cầu tôn giả Năng Đắc Cá trở lại huấn thị cho chư tỳ kheo ni với pháp thoại giống như đã thuyết trong bản dịch. Trong bản dịch thiếu điểm nhấn này vì Đức Phật để yêu cầu nói là bài pháp giống y hệt như đã giảng. Tề na hi toàn Năng Đắc Cá sapita phikhu ni yo tenevo cha de na ovadeya si tít. Rồi các tỳ kheo ni ấy sau khi đã hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Năng Đắc Cá dạy, chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Năng Đắc Cá, thân phía hữu hướng về tôn giả, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo ni ấy rằng, đang đứng một bên, này các tỳ kheo ni hãy đi, giờ đã đến. Rồi các tỳ kheo ni ấy sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn sau khi không bao lâu gọi các tỳ kheo và nói, này các tỳ kheo, ví như vào ngày Bồ Tát, ngày 14, quần chúng không có nghi ngờ hay nghi hoặc rằng mặt trăng là không tròn hay là mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt trăng chưa tròn cũng vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho các tỳ kheo nơi ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của Năng Đắc Cá, nhưng tâm trí của họ chưa được thỏa mãn. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Năng Đắc Cá, vậy này Năng Đắc Cá, ngày mai ông sẽ giáo giới cho các tỳ kheo ni ấy với bài giáo giới. Thưa vâng bạch Thế Tôn, tôn giả Năng Đắc Cá vâng đáp Thế Tôn. Rồi tôn giả Năng Đắc Cá sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau khi buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, tự thân một mình đi đến Rajakarama. Các vị tỳ kheo ni ấy thấy tôn giả Năng Đắc Cá từ xa đi lại, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Năng Đắc Cá ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vị tỳ kheo ni ấy đảnh lễ tôn giả Năng Đắc Cá rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Năng Đắc Cá nói với các tỳ kheo ni ấy đang ngồi một bên, chư hiền tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu hỏi. Bài pháp được lặp lại giống như trên. Chư hiền tỷ, bảy giác chi này do tu tập làm cho sung mãn, tỳ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Năng Đắc Cá sau khi giáo giới các tỳ kheo ni ấy với lời giáo giới, liền cho giải tán, thì chư hiền tỷ hãy đi về, giờ đã đến rồi. Rồi các tỳ kheo ni ấy sau khi đã hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Năng Đắc Cá dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Năng Đắc Cá, thân phía hữu hướng về tôn giả rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo ni ấy đang đứng một bên, này tỳ kheo ni hãy đi, giờ đã đến rồi. Thế Tôn sau khi các tỳ kheo ni ấy ra đi bao lâu, Thế Tôn gọi các tỳ kheo và nói, này các tỳ kheo, ví như vào ngày Bồ Tát, ngày rằm, quần chúng không cứ nghi ngờ hay phân vân rằng mặt trăng là không tròn hay là mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt trăng đã tròn cũng vậy. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ni ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của tôn giả Anand Đắc Cá và tâm tư của họ được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, trong 500 tỳ kheo ni ấy, tỳ kheo ni cuối cùng chứng được dự lưu, không còn bị đọa lạc và chắc chắn đạt đến chánh giác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ni ấy hoan hỷ tín thọ lời thiếu tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau cùng con xin cung thỉnh Sư Bá Tuệ Siêu
giảng dạy bài kinh này. Và chân thành, con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư bá giảng dạy bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã được nghe trong cái bài viết lời dẫn nhập của Thượng Tọa Nhất Đẳng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái tựa đề bài kinh. Mặc dù cái cách sắp xếp trong cái ngữ pháp tiếng Pali, chẳng hạn như là Rahulo Vada Sutta, tức là kinh giáo giới Rahula, ở đây cũng là Nandako Vada Sutta, nhưng mà không phải dịch là kinh, không nên dịch là kinh giáo giới Nanda. Ở đây chúng ta cần phải hiểu Rahulo Vada là một hợp từ tương thuộc, nhưng mà cái thành tố đầu thì nó thuộc về chỉ định cách, tức là giáo giới cho Rahula. Còn ở đây cũng là một hợp thể tương thuộc, nhưng mà cái thành phần đầu là sở thuộc cách hoặc là xuất xứ cách, tức là Nandakassa hoặc là Nandakamha Ovada, tức là cái lời giáo giới từ Nandaka, hay là cái sự giáo giới của tôn giả Nandaka, chứ không thể dịch là sự giáo giới cho Rahula, cho Nandaka. Bởi vì trong cái bài kinh Rahulo Vada, bài kinh giáo giới Rahula đó, thì ở đây là Đức Phật Ngài thuyết dạy cho tỳ khưu Rahula, Ngài thuyết pháp cho tỳ khưu Rahula nghe. Còn ở đây không phải là ai thuyết pháp cho tôn giả Nandaka nghe, mà tôn giả Nandaka đã giáo giới cho các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, cho các tỳ kheo ni. Cho nên trong trường hợp này, để tựa đề đó, nếu gặp một cái bài kinh, chúng ta hãy xem cái nội dung. Nếu bài kinh đó mà Đức Phật hay là tôn giả Sarvastra, Ngài giáo giới cho một nhân vật nào đó, Ngài dạy giáo huấn cho một nhân vật nào đó như Rahula chẳng hạn, thì mới để là
kinh Giáo Giới Rahula. Còn ở đây trong bài kinh này thì chúng ta để là kinh Nandaka Giáo Giới, kinh sự giáo giới của tôn giả Nandaka cũng được, hay là Nandaka Giáo Giới. Phải, chúng ta phải dịch nghĩa làm sao để đọc hiểu rằng chính ngài Nandaka là đi dạy dỗ người khác, dạy dỗ các tỳ kheo ni, chứ không phải là ngài được người ta dạy. Lại nữa cũng nên nói thêm về cái nghi thức trong cái ngày Uposatha, ngày Bồ Tát thời Đức Phật, khi đã có cái hội chúng tỳ kheo ni thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đã quy định trong luật là một vị trưởng lão tỳ kheo sẽ được tăng cử thỉnh đi đến cho các tỳ kheo ni rồi mới làm lễ Bồ Tát tối tao nhã dễ nghe, và vị đó không có thuyết dạy cho các tỳ kheo ni vì mong mỏi được lợi đắc cung kính, vân vân. Thì như vậy mới đủ cái điều kiện mà chư tăng thấy rằng cái vị trưởng lão tỳ kheo này, vị tỳ kheo trưởng lão này có đủ cái điều kiện để đi giáo giới cho các tỳ kheo ni, chứ không phải ai, không phải vị tỳ kheo nào muốn đi đến dạy bảo cho các tỳ kheo ni cũng được hết đâu. Tức là phải do sự chỉ định. Và ở trong luật đó, thoạt đầu khi mà Đức Phật ngài bảo chúng tỳ kheo hãy thay phiên nhau để đi giáo giới tỳ kheo ni, thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo trưởng lão đi đến giáo giới tỳ kheo ni được các tỳ kheo ni kính trọng và cúng dường những cái lợi lộc như là y phục, nước uống hoặc thuốc trị bệnh vân vân, thì các vị tỳ kheo phê luật sư đó, các vị đó nghĩ rằng các vị trưởng lão đi thuyết pháp nên có cái lợi lộc, vậy thì chúng ta cũng hãy thay phiên nhau cử người để đi đến thuyết pháp của các tỳ kheo ni. Và khi mà họ đến thì họ không có đủ cái tư cách, họ không có thuyết về pháp mà họ chỉ nói chuyện vô ích, hoặc là họ chỉ nói những chuyện khôi hài vân vân, khiến cho các vị tỳ kheo ni không quan hỷ. Các vị tỳ kheo ni đã đem trình bày với chư tăng, chư tăng mới đem bạch với Đức Phật, Đức Phật là mới chế định là một vị tỳ kheo mà có đủ tư cách thì để giáo giới tỳ kheo ni thì mới được, còn bằng không thì khi mà chư tăng chỉ định đó, có chỉ định thì trong trường hợp này vị tỳ kheo đi giáo giới cho tỳ kheo ni sẽ phạm tội theo luật Đức Phật quy định. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc ở trong bài kinh này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng một vị tỳ kheo mà được chư tăng chỉ định cho đi giáo giới tỳ kheo ni, vị đó đã đủ chuẩn
Thế nhưng trường hợp của ngài Nandaka thì ngài từ chối, không muốn đi, và ngài chỉ định lại cho vị khác, giới thiệu cho vị khác đi. Theo ở trong chú giải Anguttara Nikaya Athakatha, chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh và chú giải của bài kinh này của Trung Bộ Kinh, thì sở dĩ mà tôn giả Nandaka mà ngài từ chối không đi, không đi giáo giới các tỳ kheo ni, vì ở đây ngài quan sát và thấy rằng trong cái hội chúng 500 tỳ kheo ni này, đa phần các vị đó trong tiền kiếp đã có những người là vợ ở trong kiếp trước của ngài. Do đó ngài không muốn đi đến vì sợ e rằng những vị khác khi mà họ biết được thì họ sẽ dị nghị, cho nên ngài muốn từ chối, ngài không có đi. Chứ ngài là vị A La Hán thì ngài đâu có sợ hãi cái gì, hay là đâu có lo lắng cái gì. Thì thưa quý vị, nhưng mà Đức Phật thì ngài biết rõ là chúng tỳ kheo ni này lại hữu duyên với tỳ kheo Nandaka. Tỳ kheo Nandaka khi mà thuyết giảng thì họ sẽ hoan hỷ và họ sẽ lãnh hội được giáo pháp và có lợi ích. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo ni chờ đợi buổi chiều ngày Bồ Tát mà không thấy một vị tỳ kheo trưởng lão nào đi đến để giáo giới, thì bà tỳ kheo ni Mahapachapati Gotami đi đến đại lễ Đức Phật và xin thỉnh Đức Phật ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo ni. Lúc đó Đức Phật mới hỏi tôn giả Ananda là hôm nay đến phiên vị nào đi giáo giới cho tỳ kheo ni. Thì tôn giả Ananda mới bạch với Đức Phật là hôm nay chư tăng đã cưỡng thỉnh tôn giả Nandaka đi giáo giới cho chư tỳ kheo ni, nhưng mà tôn giả Nandaka đã từ chối vì một lý do gì đó. Thì Đức Phật ngài bảo tôn giả Ananda, tôn giả Ananda cho mời tỳ kheo, cho mình mời vị trưởng lão Nandaka đến. Và Đức Phật ngài huấn thị cho tỳ kheo trưởng lão Nandaka đi giáo giới cho chúng tỳ kheo ni. Và ngài đi đến giữa hội chúng tỳ kheo ni, thay vì các vị khác thì các vị khác sẽ thuyết thẳng vào cái đề tài sau khi đã sát hạch các vị tỳ kheo ni về bát kính pháp Garudhamma xong theo cái thường lệ, hỏi về bát kính pháp để ôm nhắc lại, thì các vị tỳ kheo ni đã trả lời xong rồi thì các vị trưởng lão kia sẽ bắt đầu thuyết pháp cho họ nghe giáo giới. Nhưng mà trường hợp này thì tôn giả Nandaka ngài đi đến
Ngài sẽ, Ngài yêu cầu hôm nay sẽ có một buổi thuyết pháp trong cái hình thức là luận đạo. Ngài hỏi các vị tỳ kheo ni sẽ đáp, và lần đầu tiên trong cái ngày đầu, trong cái ngày rằm, thì Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo ni bằng cái hình thức đó. Các vị tỳ kheo ni cũng rất là hoan hỷ, nhưng mà các vị chưa có được thỏa mãn lắm, tức là chưa có được phiêu mãn lắm. Thì Đức Thế Tôn đã biết như vậy, thì Ngài nói với chúng tỳ kheo rằng hôm nay Nandaka giáo giới cho chúng tỳ kheo ni vừa giáo giới xong thì đã hết giờ, nên tỳ kheo Nandaka đã giải tán chúng tỳ kheo ni. Chúng tỳ kheo ni hôm nay nghe pháp mặc dù hoan hỷ nhưng mà không có thỏa mãn lắm, có nghĩa là chưa có đạt đến thánh quả. Đức Phật này còn biết rõ là chỉ có tỳ kheo Nandaka, trưởng lão Nandaka để thuyết pháp với chúng tỳ kheo thì mới đắc được đạo quả, cho nên là mới yêu cầu tôn giả Nandaka ngày hôm sau trở lại với hội chúng tỳ kheo ni và giáo giới một lần nữa với ngay cái bài pháp mà ngày hôm nay đã thuyết. Đây cũng là một trường hợp rất là đặc biệt đó thưa quý vị. Ở trường hợp này nó đặc biệt ở hai điểm. Thứ nhất là cái việc giáo giới tỳ kheo ni Thikkhuno Vada, luật quy định là chỉ ngày cái Bồ Tát, ngày Uposatha, ngày Bồ Tát của lưỡng phái tăng, của tỳ kheo, tỳ kheo ni, bên chư tăng sau khi tụng độc giới xong thì mới cử, trước khi tụng độc giới thì mới cử một vị trưởng lão đi giáo giới cho chúng tỳ kheo. Vì vậy cho nên ở cái bài, trong cái phần luật vấn đáp mà chư tỳ kheo ni, chư tỳ kheo làm lễ Bồ Tát đó, cái vị luật sư thứ nhất có hỏi rằng Ovado, cái việc giáo giới như thế nào, thì cái vị luật sư thứ hai mới trả lời, mới nói rằng đó là Thikkhuno Vado Datapo, đó là cái việc mà cần phải giáo giới cho chúng tỳ kheo ni. Nhưng mà hiện tại không có chúng tỳ kheo nên không có cái lời giáo giới đó, như là ngày nay ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông Phật giáo Theravada thì không có cái việc mà giáo giới tỳ kheo ni, bởi tỳ kheo ni đã mất. Cái câu chuyện này nó lại liên quan trở lại, chúng tôi muốn nói cái điểm đặc biệt là khi mà làm lễ Bồ Tát ngày rằm hay là ngày cuối tháng, ngày 30 âm lịch, chư tăng trước khi tụng độc giới thì vị thì sẽ
được trình bày giữa tăng, nói về cái việc và giáo giới thì Thế Ni đã làm hay chưa. Khi đó vị nào biết sắp xếp rồi thì vị đó sẽ trả lời cho chư tăng là có, đã xong rồi. Thì ngay ngày rằm. Nhưng mà đây là một trường hợp rất là đặc biệt, là Đức Thế Tôn ngài biết rõ chúng Tỳ Kheo Ni nếu mà được giáo giới lại một lần nữa, lần này thì chúng Tỳ Kheo Ni sẽ chứng quả, chứng được đạo quả siêu thế. Cho nên Đức Phật mới yêu cầu qua ngày hôm sau, tức là ngày 16 âm lịch, tức là có một cái trường hợp cá lệ, phá lệ. Đây là trường hợp cá biệt, tức là phá lệ là giáo giới chúng Tỳ Kheo Ni vào cái ngày 16, tức là cái ngày qua khỏi cái ngày Ubosatha, ngày Bồ Tát. Thì đó là trường hợp mà Đức Phật ngài thấy lợi ích, cho nên ngài chỉ định cho tôn giả Nandaka đi giáo giới Tỳ Kheo Ni một lần nữa. Một cái thứ hai đó là một cái điều thứ hai mà nổi bật mà chúng ta phải biết là thông thường thì các vị Tỳ Kheo trưởng lão, khi mà các vị đến tới phận sự của mình đi giáo giới chúng Tỳ Kheo Ni, các vị muốn thuyết đề tài nào thì thuyết, không có một cái chương trình nhất định, không có một cái đề tài nhất định, không có ai sắp đặt cho. Bởi các vị trưởng lão là những vị thông suốt pháp, cho nên vị muốn thuyết thì thuyết. Nhưng mà riêng về trường hợp này đó, Đức Phật ngài thấy rõ ngày hôm qua bài pháp nói về nội xứ ngoại xứ, sáu thức, sáu thọ là vô thường, khổ đau vô ngã. Ngày hôm qua tôn giả Nandaka đã thuyết với cái hình thức là vấn đáp cho chúng Tỳ Kheo. Họ nghe họ rất là hoan hỷ, nhưng mà họ chưa có thỏa mãn, tức là họ chưa đạt được thánh quả. Ngài biết rõ nếu mà hôm nay mà nghe lại cái thời pháp ngày hôm qua đó, thì lần này họ đã cái tâm du kiến sẵn sàng để lắng nghe và để hiểu, sẽ có đắc được đạo quả. Thế cho nên Đức Phật mới yêu cầu tôn giả Nan Đáng, ngày mai ngươi hãy đi giáo giới chúng Tỳ Kheo Ni nữa, và hãy thuyết lên cái bài pháp mà ngày hôm nay ngươi đã thuyết. Giống như vậy thì đây là một trường hợp rất đặc biệt, quý vị, vì Đức Phật đã biết rõ nghe xong cái bài pháp được lặp lại này thì chúng Tỳ Kheo Ni sẽ chứng được đạo quả. Quả thật như vậy. Qua hôm sau, khi mà tôn giả Nandaka trở lại trú xứ của các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đi đến trú xứ tất Tỳ Kheo Ni, và ngài cũng với cái hình thức là thuyết pháp vấn đáp. Ngài hỏi các Tỳ Kheo Ni và các Tỳ Kheo Ni trả lời, rồi ngài đưa đến kết luận. Thì nghe xong thời pháp, thưa quý vị, hội chúng Tỳ Kheo Ni này, một số chứng A La Hán quả, một số chứng A Na Hàm, số chứng A Na Hàm, cái vị mà thấp nhất cũng là chứng Tu Đà Quần. Đó là những điểm mà trong cái bối cảnh
ngài Nandaka đi giáo giới chúng thì không đi. Có những cái sự kiện chúng tôi muốn trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng ta nói về nội dung. Nội dung ở trong cái bài kinh này đó, tôn giả Nandaka thừa lệnh Đức Thế Tôn đi giáo hóa cho chúng Tỳ kheo ni. Tôn giả Nandaka lần lượt hỏi chúng Tỳ kheo ni các cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là hỏi về sáu ngoại xứ. Trước hết hỏi về, tức là hỏi về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu nội xứ. Sáu nội xứ này là thường hay là vô thường? Chúng Tỳ kheo ni đã trả lời là vô thường. Ngài hỏi tiếp rằng cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Các Tỳ kheo ni đáp là khổ. Tôn giả hỏi tiếp cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Thời có hợp lý chăng khi xem cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Các Tỳ kheo ni đáp, thưa không phải như vậy. Rồi tôn giả Nandaka ngài mới hỏi tiếp các Tỳ kheo ni về sáu ngoại xứ. Tức là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Là thường hay là vô thường? Cái gì là vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý không khi mà quán thấy cái ấy là của tôi là tự ngã của tôi? Thì các Tỳ kheo ni đã trả lời theo pháp. Và tôn giả Nandaka đã xác nhận. Xong rồi ngài mới hỏi tiếp về sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là vô thường hay là thường hay là vô thường? Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời thấy có hợp lý chăng khi quán cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi?
Các tỳ kheo ni đáp: thưa không như vậy, thưa tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng sáu thức thân này là vô thường. Thì như vậy, ở đây qua cái bài vấn đáp này, thì các vị tỳ kheo ni đã trả lời, mặc dù là đúng, trả lời đúng pháp, nhưng mà các vị tỳ kheo ni đã xác nhận rằng là chúng con trả lời như vậy là bởi vì trước đây chúng con đã từng được nghe pháp, đã từng khéo thấy biết như vậy. Rồi tôn giả Nandaka, khi hỏi và đã được các vị kheo ni trả lời đúng pháp như vậy và ngài tán thán như vậy, ngài mới đưa lên ba thí dụ. Như vậy là phải. Cái nhìn như chân với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử, ngài đưa cái thí dụ thứ nhất, ví như một cái ngọn đèn dầu được đốt cháy. Dầu là vô thường, chịu sự biến hoại. Bất tức là tim đèn là vô thường, chịu sự biến hoại. Ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại. Ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Này chư hiền, này các hiền tỷ, nếu có ai nói rằng ngọn đèn này được đốt cháy, dầu là vô thường, bất là vô thường, ngọn lửa là vô thường, ánh sáng là vô thường, chịu bất là vô thường, ngọn lửa là vô thường, nhưng ánh sáng là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Nói như vậy, nó có nói chân chánh không? Chân không như vậy, thưa tôn giả. Vì cái ngọn đèn dầu được đốt sáng, hễ dầu là vô thường, bất cũng vô thường, ngọn lửa cũng vô thường, thời ánh sáng cũng vô thường, thời ánh sáng cũng vô thường, bởi vì ánh sáng nó có từ nơi ba cái yếu tố kia, mà ba cái yếu tố dầu, bất và ngọn lửa đó là vô thường biến hoại, thì ánh sáng làm gì mà nó thường còn được, dựa vào mà nó thường còn. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu, hễ căn mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, cảnh sắc thinh khi bị xuất pháp là vô thường, thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức cũng là vô thường. Ba cái này hiệp hội lại thì gọi là xúc, xúc duyên thọ thì cảm thọ đó là vô thường, bởi vì thọ này phát sanh từ nơi cái sự hiệp hội của ba yếu tố, mà ba cái yếu tố đó là vô thường, thì do đó cho nên cảm thọ cũng là vô thường. Một cái thí dụ thứ hai nữa, ngài cho một cái thí dụ.
khi nói đến sáu ngoại xứ là vô thường, do như sáu ngoại xứ này có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Người nào mà nói rằng cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại này các thiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh chăng? Thì các vị tỳ kheo liền nói dạ không. Bởi vì những cái cảm thọ này nó phát sinh, nó do duyên cái này mà nó khởi lên, mà cái này là vô thường. Thì như vậy các cảm thọ nó cũng biến diệt, vô thường. Chúng giở nên đã khá với 8 tháng và ngày đưa được cái thí dụ thứ hai. Ví dụ này các thì tỷ có một cái thân, có một cái cây bổ thụ to lớn đứng thẳng, có lỗ cây với rễ là vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây là vô thường chịu sự biến hoại, với cành lá là vô thường chịu sự biến hoại, với bóng cây là vô thường chịu sự biến hoại. Nhưng nếu có người nói cây cổ thụ đứng thẳng có rễ là vô thường chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường chịu sự biến hoại, nhưng mà bóng mát của cây là thường còn thường trú, này giả, này hiện tỷ. Người ấy có nói được, nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Các thầy cô đi đáp, thưa công trình giảng, vì cái cây nó có rễ cây là vô thường, thân cây là vô thường, cành lá là vô thường, thì còn nói gì là đến bóng, cái bóng cây làm sao mà thường còn được? Cái thí dụ thứ hai rất là dễ hiểu thưa quý vị. Nhưng mà cái thí dụ thứ ba thì chúng ta hãy khéo nghe, khéo suy nghĩ, bởi vì nó hơi khác chút, nó hơi khó một chút. Cái thí dụ thứ ba thì Ngài cũng nói đến sáu nội xứ là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ nên có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ hay cảm thọ bất lạc, bất khổ. Cảm thọ ấy, nếu có người nói là thường còn, thường trú, thường hằng, thì người đó có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả, vì sao? Thưa tôn giả, do duyên cái này, cảm thọ mới như thế này khởi lên. Do diệt tận các duyên như thế này, các cảm thọ như thế này cũng biến diệt. Lành thay, lành thay, này chư hiền tỷ. Như vậy là phải cái nhìn chân chánh với chánh trí tuệ của bậc thánh đệ tử. Ngài cho cái thí dụ thứ ba, ví như này chư hiền tỷ, một người đồ tể giết bò thiện xảo,
hay là học trò, người học trò của người đồ tể. Sau khi giết con bò, các con bò với dao sắc bén của người đồ tể giết bò mà không hư hại phần thịt trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con dao sắc bén người đồ tể của người đồ tể giết bò, cắt đứt các đoạn, cắt tiệt mọi dây gân ở phía trong, mọi khớp xương ở phía trong. Sau khi cắt đứt các đoạn các tiệp, sau khi lột ra ngoài, bao trùm lại con bò ấy với chích với da bò ấy và nói: con bò này đã được dính liền với da này như trước, nói như vậy có hợp lý không? Thì các thiền kheo nói là không. Là bởi vì ở phía bên trong cái lớp da đó, các gân đã bị cắt đứt, các thịt đã bị cắt đứt. Bây giờ da bên ngoài nó cũng không thể làm thành một cái con bò dính liền như trước được. Cuối cùng thì ngài Nandaka, ngài giảng cho các tỳ kheo ni nghe về bảy giác chi do tu tập làm sung mãn mà đoạn tận được các lậu hoặc và chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì ngài Nandaka đã thuyết pháp như vậy trong ý nghĩa này để giáo dối chúng tỳ kheo ni. Nhưng sau khi giáo giới xong thì ngài ra đi. Ngài bảo các tỳ kheo ni đi, đã đến giờ rồi. Tức là giao giới, có thể là giao giới buổi chiều tối. Cho nên nó vừa đủ, chứ không có khuya lắm, vừa đủ thời gian đi. Vậy thưa quý vị, cũng cái bài giao giới này mà tôn giả Nandaka qua ngàn sao thuyết lại y hệt như vậy, cũng vấn đáp y hệt như vậy. Thì sau khi dứt cái thời thuyết giảng, các vị tỳ kheo đi để chứng bả tu đà quần tu đà hàm a na hàm a la hán cũng do cái bài pháp đó. Cho nên ở đây đó, pháp và chúng ta nghe nó có 5 điều lợi ích. Một là nghe, nhờ nghe pháp mà mình biết được những điều mà chưa từng biết. Cái lợi thứ hai là nghe pháp biết được là nghĩa là làm cho sáng tỏ thêm những điều đã từng biết. Thứ ba, dứt trừ hoài nghi, dứt trừ được hoài nghi vân vân. Thì thưa quý vị, chính ở trong cái bài kinh này mà tôn giả Nandaka ngài đã áp dụng cho chúng tỳ kheo ni ngày hôm trước đó, khi mà giáo giới về cái bài kinh vô thường khổ đau vô ngã đối với căn cảnh và thức này. Thì chúng tỳ kheo ni mặc dù đã trả lời được hết
Nhưng mà tâm của vị ấy, tâm của các tỳ kheo ni ấy cũng chưa hoàn toàn được viên mãn, bởi vì còn là nó chưa có đến thời, đến lúc ngày hôm sau khi mà tôn giả Nanda đã cá lãnh mệnh Đức Phật giao phó để đi đến trú xứ Tỳ kheo ni và thuyết lại. Lần này thì nghe pháp xong, các Tỳ kheo ni đắc được đạo quả, và thấp nhất là quả Tu Đà Hoàn. Cho nên trong cái bài kinh này chúng ta chỉ nắm ba điểm. Thứ nhất là cái sự kiện tựa đề của bài kinh, thứ hai là nội dung, và thứ ba tức là nói lên ba thí dụ về cái sự vô thường cổ và vô ngã. Một cái gì mà nó xuất phát từ nơi cái kia cũng là vô thường biến hoại, thì tất nhiên cái này cũng là vô thường biến hoại. Một cái thí dụ rất là dễ hiểu, ngài thí dụ về cái ngọn cây đó, nên ở đây chúng ta còn phải hiểu được cái ý nghĩa của bài kinh này, và như vậy chúng ta sẽ đạt được nhiều cái sự lợi ích và sẽ an vui. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấm mệt rồi. Chúng tôi xin kết thúc cái bài thuyết giảng hôm nay ở đây, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Xin cụ tỉnh thượng tọa Nhất Đẳng điều họp cho cái phần thảo luận này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính thường thượng tọa Thầy Siêu, bậc thượng tọa Thầy Siêu, thỉnh thượng tọa đi nghỉ, thượng tọa bạch rồi xin được hỏi là không biết thượng tọa Thầy Quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Thầy Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa Thầy Quyền quan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu dạ vâng, đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy tôn giả Nanda Đa Cá ở trong cái cách hướng dẫn cho chư tỳ kheo ni ở tại đây. Thay vì lựa chọn cách thuyết một bài pháp dài, thì tôn giả lại chọn hình thức hỏi và chư tỳ kheo ni trả lời. Thì cái cách mà mình thuyết pháp, mà mình nêu câu hỏi cho cái người nghe trả lời đó, nó có lợi như thế nào cho những pháp hành? Xin đại đức Pháp Tính qua hỷ cho biết vài cảm nghĩ của đại đức Pháp Tính về điểm này. Cái tình đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu. Không biết Sư Phụ còn chút nay hay không? Dạ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên, thì theo con thì con nghĩ rằng là khi mà thuyết pháp mà vấn đáp thì nó sẽ làm cho những cái lời giảng của mình là nó trực tiếp vào cái tâm của người nghe. Có nghĩa là cái người nghe đó họ sẽ bám chặt vào cái bài giảng hoặc là cái câu trả lời. Tại vì thí dụ như hỏi sắc là vô thường hay là thường, thì mình có lắng nghe, mình có lắng nghe thì mình mới biết để mà mình trả lời. Đến đó thành ra đó, cái cách mà thuyết pháp mà vấn đáp đó, thì thật sự ra đó, thì chúng con thấy rằng rất là có cái sự mà sâu sắc vào cái tâm người nghe. Những cái ngày hòa thượng Tam Tạng Pháp Sư ở bên Miến Điện về ở bên Việt Nam thì chúng con để ý rất là nhiều lần, thì lần nào các ngài cũng thuyết giảng cái đề tài là bố thí, trì giới, rồi tham thiền, rồi các ngài giảng rộng ra cái người đó sau khi bố thí, sau khi tu trì giới rồi sanh cõi trời, sau khi sanh cõi trời rồi đó, đến một lúc nào đó thì hết tuổi thọ, rồi lại sanh xuống khỏi người, hoặc là sanh khỏi khổ, vân vân. Rồi cuối cùng thì các ngài thuyết giảng rằng là chỉ có cái chứng đạt Niết Bàn là cao nhất. Thì thật sự ra đó, con thấy rằng là trong rất là nhiều năm, một năm vậy rất là nhiều lần, thì các ngài cũng vẫn thuyết về cái đề tài đó. Có những lần con mới đề nghị rằng là thuyết pháp vấn đáp. Có nghĩa là mình nhân cái cơ hội của các vị Tam Tạng Pháp Sư thì mình hỏi những cái điều nào mà mình chưa biết. Vì ở trong thời gian qua mình đã được nghe Chư Tăng ở Việt Nam cũng thuyết như vậy, rồi các ngài ở bên Miến Điện cũng thuyết như vậy. Thì chứng tỏ rằng giữa hai đất nước như vậy, nhưng mà cũng nói lên là một lời của giáo pháp thôi. Bố thí là đa ná, rồi trì giới là xá, vân vân, hoặc là pha quán na, tu tiến, vân vân. Thì các ngài cũng thiết như vậy, và ở bên Việt Nam cũng vậy. Thì coi như là lúc đó là mình đã cho mọi người biết rằng là hai đất nước tuy là khác nhau, nhưng mà tu tập mà chỉ có một giáo pháp, chỉ có một giáo pháp. Mà trong cái thời gian vừa qua đó, thì coi như là như vậy đó là cũng đủ rồi. Thành ra bây giờ chúng ta cần phải mở cái pháp là thuyết giảng bằng cái cách vấn đáp, sẽ đi thẳng vào cái tâm của mọi người hơn đó. Thành ra ngày hôm nay đó, trở lại cái bài kinh này đó, thì con thấy rằng đây là cái lần phải như là cho chúng ta biết được là ở những cái bài kinh cũng có rất là nhiều cái cách thuyết. Thí dụ như ở Thập Nhị Nhân Duyên thì Đức Phật có khi là thuyết giảng theo chiều xuôi, chiều thịnh đó, có khi Đức Phật cũng thuyết giảng theo chiều nghịch. Rồi ở trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì coi như là hồi trước giờ mình nghe thuyết nguyên một cái pháp hội, nguyên một cái bài giảng. Rồi ngày hôm nay thì mình được học bằng cách là vấn đáp từng câu, từng đoạn. Như vậy đó thì sẽ làm cho cái tâm người nghe nó được cột chặt hơn nhiều. Và ở đây thì con cũng nghĩ rằng là cũng do cái túc duyên. Con nhớ rằng có một lần nào đó, hình như con nhớ con đọc ở trong cái bộ từ điển mà danh từ riêng mà bằng Bali đó,
thì có nói về ngài Nandaka. Ở trong cái bộ kinh đó, là nói ngài Nandaka đó là do ngài có cái duyên lành với cái hội chúng, có nghĩa là ở trong cái hội chúng nữ nhân đó, thì ngài có cái cũng như là có cái duyên nhiều đời nhiều kiếp với cái hội chúng này, thành ra đó lúc đó ngài cũng biết được tâm ý của những cái người này nghe cái, muốn nghe cái gì, thành ra ngài đã thuyết bằng cái cách vấn đáp đó. Đó do những cái lý do, do những cái lý do mà chúng con vừa trình bày ở trên, thì chúng con nghĩ rằng là đối với cái sự hướng dẫn mà trong cái cách vấn đáp đó, nó có rất là nhiều cái lợi điểm, chẳng hạn như là làm cho cái tâm của người nghe đang muốn biết những gì mà mình cần biết, rồi làm cho cái tâm của người đó sẽ bám chặt vào cái đề tài hơn, và làm cho cái người đó muốn nghe những gì mà mình đang cần được nghe. Đó, thành ra khi mà thuyết pháp một cách vấn đáp thì nó được những cái lợi điểm như chúng con trình bày. Đây là cái ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trình đại pháp tính. Thượng Tọa Thượng Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thượng Quyền có mặt ở trước máy xin... Dạ. Thượng Tọa Thượng Quyền... có một điều mà đôi khi những người đọc kinh Phật đó cảm thấy như là dài dòng không cần thiết. Ví dụ như ở trong trường hợp mà quán trưởng về năm quẩn hay là quán trưởng về 12 xứ, thay vì nói quán trưởng về sắc quẩn thì mình nói thọ trưởng hành thức cũng giống như vậy, hay là mình nói quán trưởng về mắt thì nó mắt tai mũi lưỡi hành thức giống như vậy. Nhưng mà trong kinh, ở trên thực tế thì Đức Phật và các đệ tử như trong trường hợp này, ngài Nandaka, ngài không có nói một cách ngắn gọn như vậy, mà ngài hỏi từng Phật, ngạc là thường hay vô thường, tai là thường hay vô thường, mũi là thường vô, con mắt rồi cảnh sắc, rồi tai rồi cảnh thinh, vân vân, mà ngài hỏi từng phần như vậy. Thì Thượng Tọa có thể quan hệ chia sẻ vài cảm nhận. Thượng Tọa là nếu mà mình hỏi theo kinh Bát Nhã bên Bắc truyền gọi là diệt cục như thị, là thọ tưởng hành thức giống như vậy đó, nó có khác gì với cách hỏi mà đơn cử ra từng phần, nó có lợi gì cho cái người tu tập không? Mình không nói nhiều pháp học, nói nhiều pháp hành đó. Thí dụ như phải chăng là có những người khi bị mắt á, họ có cảm giác khác, mà tai họ nhận thức khác, mũi có nhận thức khác, Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Khai, giờ đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tính Đại Đức Minh Đạt, Tuệ Tri cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử, và kính chào sư Nguyên Đông. Bây giờ cái bài Thượng Tọa quả thật thì nếu chúng ta nói là dự phục như thị thì cái điều đó là cái quán đúng ý nghĩa của Bát Nhã. Cái một người có cái Bát Nhã nó vốn sẵn có, nó mới nhanh, nó mới lẹ. Còn ở đây hỏi là sắc là thường hay vô thường, hỏi là vô thường hay thường hay vô thường, hoặc là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là nhiều động kinh Đức Phật trình bày từng từ, thưa rằng ở đó theo có nghĩa nó cũng được một cái điều lợi ích. Thứ nhất là khi trình bày tương tự như vậy, một người có thể khi người ta thích hợp cái quán niệm với thân quán gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và quán về thân, thì họ sẽ cảm nhận tương tự xuyên qua, họ cảm nhận được thì ra ở đây họ cảm thấy thích nghi, họ cảm thấy thích hợp. Cũng như bây giờ nói về sắc quẩn này là thường hay là vô thường, rồi thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này, từng cái như vậy cũng là mở ra cho người ta cái thích nghi, cái thích hợp theo cơ tánh, theo cơ duyên.
và cũng là tương tự đó, để cho người, nếu như mà người chưa có khả năng giác ngộ tức thời, họ cũng đến bước được từ từ. Nó có hai cái lĩnh vực, một cái người mà nó có cái, chúng ta gọi là theo vi pháp là lợi căn và động căn, cứ người nhanh một người chậm chút xíu đó, thì cái phương pháp mà trình bày thì chúng ta trình bày một cách tổng quát và nói đến từng chi tiết. Còn một cái rút gọn, một cái trực khởi, thì một số người ta sẽ thích nghi, người ta đi trực khởi, người ta đi lung khởi trên một lời nói hay trên một bài giảng hay trên một bài pháp. Nhiều khi chúng ta nói trực khởi người ta rất thích, nhưng có một số người, người ta nghĩ sao mà khô khan như vậy, sao mà đi thẳng trực tiếp như vậy, là không đi ở lung khởi một chút xíu, tức là bậc cây cảnh người, rồi sau đó chúng ta có những tấp bờ này tấp bờ kia rồi đến, thì hạng chúng sinh nó có đa dạng. Cho nên cái tác dụng nó chính là để chúng ta đón nhận trên cái chi phần này. Họ cảm thấy thích nghi, họ tu tập. Và cũng trên cái từng cái mà trình bày một cách từng tự như vậy, từng phần như vậy, của năm uẩn như vậy, của 12 sức, của 18 giới, của 4 đế vân vân, thì ở đó người ta sẽ đủ cái hiểu biết và cái nhận định ra được. Còn không thì kính thưa quý vị, kính thưa bạch thượng tọa, thì con nghĩ rằng là này, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là khó, rất là khó. Cái gì cũng vậy, do lâu ngày mà làm nên, do tích tụ mà tràn đầy, cũng như thế nước kia từng giọt nhỏ hờ, bên kia tràn chảy đông ngời hôm nay, thì cũng vậy, cũng cái pháp này, quán sắc này, quán thọ này, quán tưởng này, quán hành này, quán thức này, tất cả sắc thọ tưởng hành thức này nó ngập vô thường, tất cả sắc thọ tưởng hành thức này là khổ não, tất cả sắc thọ tưởng hành thức này là vô ngã. Nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, vân vân, nó là vô thường, biến chuyển khổ đau và vô ngã. Cứ tương tự như vậy thì họ một người họ cảm thụ được nghe mắt, họ cảm thụ được cái tai, họ cảm thụ được cái mũi, cái thiệt vân vân, hay là từng cái thì tôi tự quyền khoa khỉ xem lại mic ở trong room không còn nghe nữa xin phật. Thưa quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Hy vọng rằng thượng tọa Thượng Quyền có thể trở lại trong giây lát. Chúng tôi xin được tiếp lời thượng tọa Thượng Quyền, đó là khi mà mình nói về lý thuyết nó khác với hướng dẫn về thực hành. Về lý thuyết thì chúng ta nói có tư cách là chúng ta nói tổng quát hay là nói cho qua. Ví dụ mình nói về sắc xong mình nói thọ tưởng hành thức giống như vậy thì cũng được. Nhưng mà khi mà nói về pháp hành, tức là hướng dẫn tu tập, thì chúng ta phải đơn cử từng phần một. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Ở Mỹ thì người ta nói rằng có hai cái thói quen của những người mà sử dụng máy móc. Một là những người đọc thoáng qua cái tập hướng dẫn mà chúng ta gọi là cái menu. Và có những người khác thì họ phải đi qua từng phần. Và người ta thường khuyến khích là chúng ta nên đi qua từng phần một hơn là chỉ đọc thoáng qua. Trong cái sự áp dụng nó cần cái sự hướng dẫn cụ thể. Bởi hướng dẫn cụ thể thì chúng ta rất cần.
rất cần để hướng dẫn rõ từ phần 1. Và xin thấy Thượng tọa Thệ Quyền trả lời, xin kính thưa Thượng tọa. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, quý vị. Thì khi mà nếu như mà trình bày chậm chậm, chúng ta gọi là trình bày một cách rõ ràng như vậy, thì người ta hiểu biết được hết. Cũng giống như một cái đường, những đường đi. Nếu chúng ta chỉ rõ một cách tức là vặn quẹo phải, rồi vặn quẹo trái. Một người mà một người không nhanh nhạy lắm thì họ cứ nhịn như vậy đi thì nó cũng là một điều tốt chứ. Còn ở đây chúng ta biết, chỉ biết rằng bây giờ từ cũng như từ thành phố Houston đi về tới chùa Pháp Luân, cái người đi quen thì thấy nó dễ, nhưng bây giờ mình không biết, người ta cứ theo GPS người ta đi có cái chùa Pháp Luân, người ta đánh vào chùa Pháp Luân thì ở trên bản đồ nó phải trình bày lên hết như vậy người ta đi tới. Còn một người không cần GPS, họ chỉ nhắm hướng, nhớ đoạn đường đó, đoạn đường thứ hai, thứ ba, thì cái người tu cũng như là bát nhã như là đi tới đây, là họ biết phải đi đường này, đi tới đây là có ngã ba ngã tư nữa. Thì đó chính là một cái cách mà chúng ta thấy. Dùng một cái quả đồ tổng quát như vậy, người ta đi nó rất là dễ. Và nó hữu dụng đối với cái người tu tập quán niệm. Trước kia cũng vậy, khi mà tu ngồi tu thường chọn một cái nặng là cái bây giờ cứ dành thời gian mà nó cứ bị chóng hoài. Chúng tôi nghĩ bây giờ mình chọn một cái tâm quán thì cái tâm mình nó cũng phải dành một thời gian, thì thôi bây giờ lấy cái pháp quán, phải dùng cái pháp quán đầu tiên vào thì nó sẽ rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn giản, nhưng sau đó mình sẽ thích nghi. Mình quán về tám tướng, mình quán về tướng đế, mình quán về mọi cái sự vận hành nó theo một cái quy luật như thế này thế kia. Khi gặp cảnh, khi gặp cái cảnh khổ, khi gặp cảnh vui, tất cả mọi thiện tướng gì chẳng hạn như vậy, thì cái thứ vị nó sẽ khác liền. Cũng như bây giờ nếu như chúng ta tu tập về sắc thọ tưởng hành thức này, để quán về năm uẩn thì hiểu biết được cái năm uẩn này cuối cùng là chỉ là cái gì, chỉ là vô thường, khổ não là vô ngã, chỉ là một hiện tượng khởi sanh lên, nó chỉ là một nguyên tố đóng khối đó chứ không có gì cả. Mà viên giá mà nhận ra được, dẫu cho là sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này, nó chỉ là một cái duyên hội tụ. Rồi khi chúng ta chết thì rã tan sắc quẩn nó lìa, còn lại cái mà chúng ta gọi là cái tứ danh quẩn đó, nó sẽ vận hành ở một cái nơi khác, hay nó tìm một cái nơi khác đó để tiếp tục thọ quẩn khởi sanh. Xin lỗi, tiếp tục để sắc quẩn đồng sanh, đồng hiện. Thì chúng ta thấy một cái tu tập ấy, bao nhiêu đó mà chúng ta thấy, nếu như mà được nhắc đi nhắc lại như vậy cho chúng ta, thì nó khác xa lắm quý vị, rất là xa, rất là lạ, rất là đặc biệt. Bây giờ mà nếu như mọi người có một niềm tin, người mà thích kinh, đọc cái kinh văn đó, nghe cái kinh văn đó, thì lúc nào nghe lại ta cũng cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hay. Cũng như quý vị biết là cái bài kinh thập độ đó, đường tu bố thí đứng đầu ta là thắng vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân bằng tay ba bố nào phân việc gì, hy sinh ngoài vật tứ chi, cảnh luôn bằng sống xá gì nguyện thân phật siêu pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước non chân đại từ. Khi chúng tôi đọc, chúng tôi cũng cảm thấy rất là rung cảm ở trong tâm, mà khi mà nghe người khác đọc mình cũng cảm thấy rung cảm ở trong tâm. Nó như thế nào thì ở đây cái thú vị, khi mà chúng ta một cái tổng thể vậy mà được trình bày, ngay cả lặp đi lặp lại nhiều lần, nó cũng là một điều tốt, không phải là một điều xấu. Mà tại vì con người chúng ta
không thể nhập nó được, không thể hiện nó, không đón nhận nó. Chứ quả thật thì từng phần của năm quấn là rất là tác dụng. Nó như một cái, nó có như một cái công thức, một cái sự trình bày, một cái hướng dẫn rõ ràng để người đi nó không có lầm lạc. Cái đó là Phật ngài đã thể hiện hết, cái đó là khéo dạy, khéo giảng và khéo chỉ đường. Hết thuốc, không có đường nào khác. Cho nên vì vậy, người Phật tử tu tập, nếu như chúng ta hiểu biết được cái từng phần trong kinh văn mà cũng như là trong năm quyển này, thì đó là một điều, đó là một cái công dụng hết sức là tốt đẹp, một cái tác dụng mà cho chính chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thực hiện vào, sẽ đón nhận được. Dạ. Đây là câu tu luận của chính con, và kính cùng thỉnh thượng tọa quay trở lại nếu có điều gì cần muốn. Sao thú kính trình thượng tọa thượng quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông còn ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông xin thỉnh Sư Nguyên Thông quản lý. Sư Nguyên Thông đặc biệt ở trong bài kinh này có nói đề cập đến trường hợp là Đức Thế Tôn ngài đã yêu cầu tôn giả Nanh Đa Cá trở lại ni viện để lập lại bài pháp mà tôn giả Nanh Đa Cá đã giảng giải ở trong nguyên văn bài kinh là hãy trở lại và nói y hệt như vậy, lặp lại. Thì thông thường chúng ta thấy rằng những người mà học hỏi đó, họ thường thích học cái mới, học hỏi cái mới. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về diện pháp hành đó, thì có nhiều trường hợp mà những cái bài cũ cần được lặp lại. Thì cái chuyện mà như Sư Minh Thông là một người bên ngành sư phạm mà đi dạy học đó, ở trong trường hợp nào chúng ta nói thêm cái mới nó có lợi, nhưng mà trong trường hợp nào cái cũ được lặp lại thì nó lại tốt cho người học. Xin Sư Minh Thông hãy chia sẻ vài kinh nghiệm Sư Minh Thông về điểm này. Thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con Lê Nguyễn Thông, con xin được hân hạnh để góp ý cho các câu hỏi thảo luận mà có cái tính chất giáo dục và có tính chất là Phật giáo theo sự hiểu biết của con. Kính thưa Sư Phụ, Đức Phật Thích Ca là một vị thầy, có thể nói là trong những cái vị thầy mà Samma Sambuddho thì ngài có phải nói là ngài quá siêu đẳng. Thưa Sư Phụ, với cái công đức của ngài 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 30 cái ba la mật của ngài đó, thì ngài có thể nhìn xuyên suốt cái nhân quả của 5 vị Tỳ Kheo Ni. Và vì ngài biết rằng 500 vị Tỳ Kheo Ni đó, khi mà nghe ngài Tỳ Kheo Nanh Đa Cá giảng dạy một lần đó, thì cái sự mà thâu nhận thì có thâu nhận đấy, nhưng mà không thâu nhận đầy đủ, bởi vì thiếu cái repetition, tức là cái sự lặp đi lặp lại. Bởi vì hồi nãy Sư Phụ Tự Quyền có nói là như nước tràn đầy ly, hay là lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới có thể là cái người hành giả được thâm nhập thân khẩu ý vào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi mà được thâm nhập nhiều lần, làm cái repetition nhiều lần như vậy, thì người ta đã thâm nhập nhiều lần rồi sẽ đi vào cái thân khẩu ý của cái 500 vị Tỳ Kheo Ni đó. Vì do đó họ đã chứng quả, cái người nào mà thấp nhất là cũng là tu đầu hàng. Vì chỉ có những vị Samma Sambuddho mới thấy được cái diệu dụng của nhân quả. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn phải giảng dạy cho ngài Tỳ Kheo Nanh Đa Cá sẽ trở lại và giảng dạy như hệt như vậy, không thay, không thêm, không bớt. Thì cái điều này chúng ta mới thấy rằng cái sự diệu dụng của Phật giáo và cái sự tài ba và cái sự đồng từ bi của Thế Tôn bảo ngài Nanh Đa Cá đã trở lại lặp lại giảng giải y hệt như đồ gì đó. Và quả thật sau khi giảng giải xong thì 500 vị Tỳ Kheo Ni đã đắc quả, đã chứng đắc quả. Cái điều này nó hợp với giáo dục và nó hợp với trong cái giáo lý của Phật pháp mà ngài mà Thế Tôn đã nhận thấy rõ do cái sự thông suốt
30 cái ba la mật của ngài và cái tài năng của một vị Sammasambuddho, một vị Đức Phật toàn giác. Kính thưa sư phụ, theo cái thiện ý của con thì con nhận thấy như vậy. Kính thưa mong sư phụ trở lại để giảng dạy thêm những điều mà con nhận thấy không được pháp, để con được học thêm của sư phụ, và nhờ vậy tất cả chư vị có mặt trong đạo răng này sẽ học được trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh cầu sư phụ Trở Lai Mai và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai. Xin chân sư Minh Thông, bạch sư Thông Đức và thưa quý Phật tử, tôn giả Ananda Đa Cá, một vị được Đức Phật ngài xác chứng là đệ nhất về giáo giới chư Tỳ Kheo Ni, và ở trong pháp thoại của tôn giả ngài đã có một cái ví dụ rất là thú vị, đó là khi mà ngài dạy quán sát về các cái giác quan ở trong đời sống của chúng ta, thì ngài có đưa ra một thí dụ để xóa tan cái ảo giác, đó là cái sự phân chia ra thành từng thành tố như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, tinh, khí, vị, xúc, pháp. Và ngài có dùng một ví dụ rằng một người đồ tể mà khi họ xẻ con bò ra từng phần một, và sau khi họ xẻ con bò ra rồi họ cắt rời từng phần rồi họ bỏ lại trong cái da con bò, thì nó không thể trở thành con bò lại như cũ. Thì cái ví dụ này nó giống như trường hợp chúng tôi nghe ở Việt Nam sau năm 75, người ta có một câu chuyện hài hước đó. Họ nói rằng có một người ở bên từng sống bên Tây và có một người từng sống bên Nga. Thì cái người từng sống bên Tây họ cai một cái nhà máy rất là tối tân, họ chỉ cần bỏ nguyên một con heo sống vào và cái bộ máy đó nó sẽ lần lượt nó xẻ thịt con heo và nó cắt thành từng phần, nó tự nó chia ra rồi nó nấu rồi nó vô hộp, và ở đoạn cuối của cái nhà máy đó thì từ một con heo ban đầu mà nó biến thành những cái hộp đựng xúc xích. Dạ, đựng xúc xích. Thì cái anh ở bên Nga anh nói rằng cái đó chưa hay đâu, ở bên Nga còn có cái máy là mình có thể bỏ những hộp xúc xích vào và lát sau nó chạy đồ việc kia ra còn con heo. Câu chuyện họ nói trên cái sự mà nói dốc của một những người mà chuyên môn trong một chế độ mà người ta hay khơi hài, con heo bỏ vào thì chạy qua hàng mấy chục cái cơ phần của máy thì nó biến thành con heo, những hộp xúc xích thì được, nhưng mà bỏ mấy chục hộp xúc xích mà để biến trở thành là con heo thì chuyện đó là chuyện rất là khoan được. Thì ở đây nó có một cái ví dụ như vậy, là ngài Nanda Khá ngài nói rằng nếu chúng ta thường phân tích chia sẻ từng phần một của cuộc sống, ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, và khi mà những cái thành tố này chúng ta thấy rõ rằng con mắt nó cũng vô thường, cảnh sắc cũng vô thường, nhãn thức cũng vô thường, tai cũng vô thường, cảnh thinh cũng vô thường, nhĩ thức cũng vô thường, mũi cũng vô thường, cảnh khí cũng vô thường, và cái ý thức cũng vô thường, vân vân. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy từng những vô thường đó thì chúng ta sẽ xóa đi cái gọi là ảo giác về ngã và về ngã. Nó chỉ có từ cái lớn mà chúng ta chia sẻ từng cái nhỏ, và thấy được cái nhỏ thì chúng ta không còn có ảo giác về cái lớn nữa. Hay là trường hợp chúng ta nghe nói một cái tổ chức như là đảng cộng sản hay là mafia hay tổ chức nào đó rất là đáng sợ, khi mà một người đã tìm hiểu rõ từng cái cơ phận từng tổ chức, thấy những cái ưu điểm và nhược điểm của tổ chức đó rồi, của mỗi bộ phận rồi, thì chúng ta thấy rằng nó không có đáng ghê sợ đấy. Dạ, bởi vì nếu chúng ta có thể đi sâu vào phân tích của từng phần một, thì ở đây điều mà chúng ta muốn nói ở tại đây là một khi một con mà chúng ta bỏ được trong cái một một thì nó không thể trở thành con bò được. Cái ví dụ này rất là lợi lạc cho hành giả khi mà tu tập và pháp hành, đó là tại sao trong Phật pháp
Phật giáo Nam Tông và đặc biệt là trong tông tạng Bali dùng quý phân gác. Quý phân gác là phân tích hay là chia sẻ hay là đơn cử từng phần một. Thì khi mà chúng ta nhìn từng phần một đó, thì chúng ta sẽ không có một cái ảo tưởng, một cái ảo giác về cái kết cấu chung. Do vậy, trên phương diện pháp hành, trên phương diện giáo lý duyên khởi, trên phương diện tu tập thiền vipassana, thì điều này là điều hết sức là quan trọng để chúng ta thấy rõ phân biệt từ sắc thọ tưởng hành thức hay là sắc thân khí vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác và ý thức. Tất cả những điều này đều có một cái lợi lớn cho hành giả tu tập. Chúng ta nhớ một điều rằng hầu hết cái nhìn của chúng ta là cái nhìn đại loại là nhìn sơ ở bên ngoài, và chúng ta có cái ảo giác về điều đó. Thí dụ mình đi ngang một thành phố, có nhiều khi nhìn thấy những con đường thì ở bên ngoài thì chúng thấy thành phố đẹp quá. Như là có một lần chúng tôi đi sang bên Trung Quốc, đi đến cái thành phố, một cái thành phố ở phía Tây, đó là Thành Đô. Thì thú vị, lúc bây giờ thì Thành Đô cũng như nhiều cái thành phố ở phía Tây Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển và người ta đi ở bên ngoài đó, thì mình thấy những cái tòa cao ốc mới được xây cất, những cái đại lộ thẳng tắp rộng lớn được xây cất. Và nếu một người mà không có không biết nhiều về bên trong thì thấy rằng quả thực là giàu có, quá sức giàu có. Nhưng mà khi mà chúng ta bước xuống và đi sâu vào những cái con phố thì chúng ta thấy rằng vẫn còn có rất nhiều người sống lam lũ cực nhọc. Đi lên núi Nga Mi thì chúng ta vẫn thấy có nhiều người phải khiêng đá bằng đôi vai của mình, gánh đá từ ở dưới chân núi lên trên đỉnh núi, và cái lương của họ thì rất là thấp chứ không có cao, và rồi có những nơi còn rất là dơ dáy. Khi mà chúng ta nhìn đại loại ở bên ngoài, ở một thành phố hay một con người hay một tổ chức hay kể cả bản thân của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn thường có cái ấn tượng chúng ta gọi là ấn tượng chung, hay là cái ấn tượng ban đầu, và cái ấn tượng đó thường nó không có chính xác. Không chính xác, cho dù là mình sống với chính mình, mình đã tồn tại từ vô lượng kiếp, nhưng mà chúng ta vẫn không có một cái khái niệm về tự ngã. Ngày hôm qua trong trong cái pháp thoại của đại lễ Phật Đản ở tại chùa Pháp Luân đó, thì chúng tôi có đề cập đến một cái sự việc là trong thời kỳ đại dịch có một bài học mà tất cả chúng ta có thể thấm thía được, đó là khi dịch bệnh xảy ra đó, thì không có đơn giản là nó chỉ là một cái đại họa, mà qua đó nó cũng cho chúng ta một cái ý thức về một cái sự thật đằng sau cuộc sống. Như chúng ta đi trên một con phố, đó là những cái hàng cây, đó là những bồn hoa và những con người nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ đi lại đó. Nhưng mà phản phất đó đây thì thưa quý vị, virus corona hay là COVID-19 lẫn quẩn, nó đã biến Milan trở thành một thành phố của chết chóc và của bệnh hoạn. Nó đã biến New York trở thành một thành phố ma trong một sớm một chiều. Thì những cái thế lực tiêu cực như vậy, những cái thế lực nguy hiểm như vậy đó, nó tồn tại một cách vô hình. Một cách vô hình. Chúng ta đọc lại cuộc đời của Louis Pasteur vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Thì thưa quý vị, ông là một giáo sư, một khoa học của người Pháp. Khi mà ông Pasteur, ông quan sát cái hiện tượng lên men, ông quan sát những cái hiện đổi của sữa, thưa quý vị, ông khám phá ra những cái phản ứng của những cái mà chúng ta gọi là vi sinh học, tức là những loại vi khuẩn ở trong cái việc lên men. Và chính nhờ sự quan sát, suy luận và kiểm chứng một cách khoa học mà ông đã hiểu được rằng có một cái hiện tượng nó nằm vượt xa hơn là những gì mà chúng ta có thể thấy. Chúng ta nhìn một ly sữa thì chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta thấy sữa là sữa thôi, nhưng mà với một nhà khoa học và có quan sát thì thấy rằng tại sao sữa tiếp xúc
với dưỡng khí oxy thì nó lại biến chất đi, để lâu nó thành sữa chua, hay hoặc giả là để trong tủ lạnh nó tồn tại lâu được, hoặc giả là như Pasteur ông quan sát thấy rằng khi mà sữa mà để tiếp xúc với dưỡng khí thì nó mau lên đường và đường nó tạo chất men, vân vân. Thì đối với tất cả những điều này đó, nó dựa vào sự quan sát, và càng quan sát kỹ thì chúng ta càng có cái khả năng hiểu biết về cái hiện tượng giới, và cái hiện tượng giới đó khiến cho chúng ta dần dà xóa đi cả ảo giác. Và chính ông Pasteur là giới thiệu cho thế giới biết về cái phương pháp chủng ngừa, giới thiệu cho thế giới biết về một số những cái khái niệm liên quan đến lên men, đến vi khuẩn, vân vân. Và mở đầu cho đến ngày hôm nay, giả sử như tất cả sữa chúng ta uống đó đã trải qua một cái quá trình gọi là pasteurization, và người ta cho sữa đi qua một cái nhiệt độ trên 60 độ thì những cái vi khuẩn trong đó nó sẽ không còn những vi khuẩn có hại cho bào tử được. Thì nói chung là phải có quan sát và phải có thực nghiệm thì người ta mới có cái sự hiểu biết chính xác, và có hiểu biết chính xác thì người ta mới thấy rằng tại sao một trái cây để yên như vậy mà từ từ nó lại úng đi, tại sao một cái ly sữa để thì nó sẽ bị hư đi. Và về điều này thì chúng ta biết rằng nó có những cái hiện tượng, cái này nó sanh khởi, cái kia nó sanh khởi, trên giáo lý duyên khởi, cái này sanh thì cái kia sanh, và từ cái bình thường nó trở nên biến thiên, nó biến dịch, và từ sự biến dịch nó trở nên khỏi diệt. Thì điều đó rất lợi cho hành giả. Nên trong cái cách mà tôn giả Nandaka hướng dẫn ở tại đây thì ngày đầu tiên ngày không đề cập liền về sự giác ngộ, mà ngày cập đâm đến một cái tiến trình mà gọi là minh sát, hay là quán chiếu, hay là quán niệm. Sự quán chiếu này liên quan đến 12 xứ, liên quan đến 6 giác quan của chúng ta, nó liên hệ đến cảnh và tâm, tâm và cảnh. Thì 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, khi mà người quan sát như vậy rồi thì qua đó, sau đó người cảm về. Thật ra thì chúng ta đọc bài pháp này trên phương diện pháp học đó thì nó chỉ là một sự phân tích, nhưng mà trên phương diện pháp hành đó thì nó giống như là ngài đang dẫn các vị tỳ kheo ni đi qua một cái đi qua những con phố ở trong một thành phố, và khi đi qua như vậy đó thì khiến cho những vị này có được một cái nhìn rất là chân xác về những gì mà ngài được đề cập đến. Điểm này nó rất là khác biệt. Thưa quý vị, một người bình thường như chúng ta không phải là một kiến trúc sư, không phải một kiến trúc sư, mà chúng ta nhìn cái sơ đồ, cái blueprint, một cái đồ về một cái building, một căn nhà. Khi chúng ta nhìn, chúng ta không có chúng ta không có như là một vị kiến trúc sư. Cũng là một điểm thú vị là Thượng Tọa Từ Siêu có một cái năng khiếu đặc biệt từ nhỏ rồi, thưa quý vị, là Thượng Tọa là người vẽ, biết vẽ và biết xây cất. Thân phụ chúng tôi ngày xưa thì chỉ dạy cho Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi cái nghề mộc thôi, nhưng mà Thượng Tọa Từ Siêu chúng tôi không biết Thượng Tọa học cái nghề xây cất ở đâu, nhưng mà Thượng Tọa rất là giỏi trong cái việc mà nhìn các cái đồ họa. Mà chúng tôi nghĩ một điều là một cái người mà không quen với đồ họa đó, thì người ta nhìn chỉ mang mát phòng ngủ để phòng tập thôi, nhưng một khi mà mình dẫn người đó vào trong một căn nhà thật sự, căn nhà thật sự, chúng ta gọi là cái sự cảm nhận chiều, ba chữ là chiều ngang, chiều dọc và chiều sâu rồi đó, thì dẫn vào trong căn nhà thật thì bước ra người đó có cái ý niệm rõ ràng, cái căn nhà nó là như vậy, nó khác với một người mà một cái đồ họa của một cái một dùng nhiều cái plan hay cái plan của một cái building, nhìn thì nhìn như vậy nhưng mà thật ra khó hình dung được, và chỗ nào cao, chỗ nào thấp, chỗ nào rộng, chỗ nào hẹp, chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, bởi vì
Vì là nhìn điều này qua những con số, và con số thì nó không gợi cái gì hết. Dạ, có nhiều người, như cá nhân chúng tôi mà khi mà nói về 8 feet, nói 12 feet, nói 24 feet, thì chúng tôi biết con số nó là con số như vậy. Nhưng mà đôi khi quý vị nói chúng tôi 40 feet, chúng tôi khó hình dung được, thì chúng tôi không quen với cái cách mà cái khoảng cách như vậy. Cho đến khi chúng tôi đứng tại đâu mà từ điểm này đến điểm kia là 40 feet, thì chúng tôi mới có một cái cảm giác thực sự. Nên chi chúng ta nên nhớ rằng trên phương diện pháp học và pháp hành đó, cái sự hướng dẫn nó rất là khác nhau. Dạ, rất là khác nhau, nó không giống. Nguyên cả một cái nền văn hóa Phật giáo từ thời xưa đó, là thời Đức Phật còn tại thế, là những hướng dẫn cụ thể. Đấy, giống như là một cái Phật pháp thực dụng. Và về sau này thì sau khi Đức Thế Tôn viên tịch 500 năm á, thì Phật giáo từ từ chuyển sang một cái đạo Phật thủ đẳng về triết lý. Và cái triết lý thì nó mơ hồ, nó mông lung. Trong cái mơ hồ mông lung đó, người ta có thể vẽ rồng, vẽ rắn, người ta có thể tô hồng chút lục, có thể vẽ rắn thêm chân, mà thật ra khó có ai có thể phân biệt được rõ ràng. Và khi mà chúng ta trở lại với những cái trang kinh cổ, trở lại những bài pháp từ xưa đó, thì một là ảnh hưởng văn học truyền khẩu, và hai là cái sự hướng dẫn về pháp hành đó, đôi khi nó không có quen thuộc. Đó là lý do tại sao mà Chư Tăng có yêu cầu rằng ở trong những cái bài học về Trung Bộ Kinh này, cố gắng trở lại chánh kinh hơn là nói cái chung tổng quát. Tại vì Chư Tăng muốn cho tất cả quý Phật tử quen thuộc với những cái bài kinh xưa, những cái hướng dẫn về pháp hành. Và đôi khi thì chúng ta nghe thì chúng ta cũng rất là dễ lãnh hội, nhưng mà thường là tương đối là hơi khó. Do vậy, thưa quý vị, đối với pháp thoại này, bên cạnh cái giai thoại của tôn giả Anandaka và những gì mà Ngài đã thuyết ở trong cái nội dung mà chúng ta vừa được học đó, thì không phải chỉ đơn giản về ý nghĩa của pháp, mà cái phương cách giảng dạy, và cái phương cách áp dụng trong sự thực hành, nó tương đối hơi khác, và hơi khác với cái cách mà chúng ta học về lý thuyết. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con liền Minh Thông khai mạc đại chúng trong Room. Chúng con cung kính tri ân chư Tôn Đức đã mở bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mông đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính mong đại chúng lắng tâm, thanh tịnh, thính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính mong quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin cô Lăng Dật Nguyệt thấy là mình để tin và đóng rung. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.